Chào các bạn, như đã biết thì cái vấn đề ô nhiễm nước thải hiện nay á, rất là cấp bách. Việc chuẩn bị nguồn nước tưới ở trong nông nghiệp á, cũng rất là quan trọng. Và cái chỉ số quan trọng nhất trong cái việc chuẩn bị nguồn nước là pH của nước. Và cái pH của nước nó quyết định cái chất lượng nguồn nước của chúng ta. Hôm nay Tiên Cậy xin giới thiệu đến các bạn cái bút đo pH của nước HI98107 của hãng Hana, được Tiên Cậy phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra để xem thử bên trong có cái gì. Đầu tiên là cái bút đo pH của chúng ta. Tiếp theo là đây là cái gói dùng để rửa và bảo quản điện cực của chúng ta. Đây là cái gói hiệu chuẩn pH 4.01. Đây là cái gói hiệu chuẩn pH 7.01. Và cái gói này sử dụng sao thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và cuối cùng là một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái bút này. Trước khi bước vào sử dụng cái bút này thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu tạo của cái bút. Và ở mặt trước đó, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây. Ở dưới màn hình hiển thị chúng ta sẽ có một cái nút màu đen. Ở bên tay trái của tôi đó, là cái nút nguồn. Ở bên tay phải của tôi là cái nút con dùng để hiệu chỉnh. Ở mặt sau của nó sẽ là một cái khay pin, và các bạn sẽ dễ dàng mở cái khay pin này ra là thay pin cho nó. Và cái phần phần quan trọng nhất của cái bút chính là cái điện cực. Điện cực chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là cái phần điện cực đo pH, phần chính. Cái thứ hai sẽ là cái than cảm biến nhiệt độ, và cái thứ ba sẽ là cái điện cực tham chiếu. Và để nói về cái điện cực tham chiếu á, thì chúng ta sẽ nói đến cái phương pháp đo pH truyền thống một tí. Và phương pháp đo pH truyền thống á, thì chúng ta sẽ sử dụng giấy quỳ này, và chúng ta sẽ nhúng vào dung dịch. Sau khi nhúng vào dung dịch, cái giấy quỳ sẽ đổi màu, và chúng ta sẽ tham chiếu cái màu của giấy quỳ, và trên cái bảng màu của 14 than đo pH này chúng ta sẽ xác định được cái pH của dung dịch của chúng ta. Và cái bút này nó hoạt động cũng dựa trên nguyên tắc đó. Và khi chúng ta nhúng cái bút vào dung dịch á, thì cái điện cực tham chiếu này nó sẽ có một cái tín hiệu điện thế không đổi với mọi dung dịch. Và cái điện cực đo pH này nó sẽ đo cái điện thế của cái dung dịch của chúng ta. Và máy nó sẽ tiếp nhận hai cái tín hiệu này, nó sẽ đo một cái chênh lệch điện thế. Và máy nó sẽ tự động chuyển đổi cái chênh lệch điện thế đó, nó sẽ quy ra cái than đo pH, và nó sẽ hiển thị thông số pH đó ở trên màn hình cho chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng dẫn sử dụng cái bút này. Thì mình xin hướng dẫn các bạn hiệu chuẩn cái bút. Để cái kết quả đo của chúng ta được chính xác hơn. Và để hiệu chuẩn thì chúng ta cần cái dung dịch chuẩn 7.0, và mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Và chúng ta tiến hành hiệu chuẩn. Đầu tiên chúng ta phải rót dung dịch ra. Rồi chúng ta cắm cái bút vào dung dịch chuẩn. Và đây các bạn có thể thấy thì nếu như đo vào dung dịch chuẩn thì cái bút chúng ta sẽ thể hiện là 6.9, và cái khoảng sai số cho phép của cái bút này là 0.01, cho nên là điều này là hoàn toàn hợp lý. Và khi bút đã ổn định thì chúng ta sẽ bấm nút Con để bút hiệu chuẩn. Vậy là chúng ta đã xong cái bước hiệu chuẩn. Và tiếp theo chúng ta sẽ bước vào cái hướng dẫn sử dụng cái bút này. Chúng ta sẽ vệ sinh cho sạch cái dung dịch hiệu chuẩn. Như lúc trước đã hướng dẫn thì sau khi rửa bằng bình tia, chúng ta dùng khăn giấy lau nhẹ nhàng phần điện cực và tránh tra sát. Và sau đây thì tôi sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn đo pH của một cái chai nước uống.
Và cách đo thì nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần khởi động máy và cắm bút vào. Các bạn có thể nhìn ở trên màn hình này, nó có một cái ký hiệu đồng hồ cát nhấp nháy, và khi nào mà cái đồng hồ cát này ngưng nhấp nháy thì lúc đó là cái kết quả đo chúng ta đã hoàn thành. Và pH của cái mẫu nước uống này là 7.5 là hoàn toàn hợp lý, vì nước uống của chúng ta pH khoảng chuẩn là khoảng từ 6 đến 8. Và ở đây ở dưới nó có một cái thông số, nó là nhiệt độ, và nhiệt độ của chai nước này là ở 29,6 độ C. Sau khi đo xong thì chúng ta cũng nên vệ sinh lại cái điện cực này. Và tôi vừa hướng dẫn xong các bạn sử dụng cái bút này, và sau khi sử dụng thì chúng ta nhắm nút nguồn để tắt máy, hoặc nếu như chúng ta không sử dụng trong vòng 10 đến 15 phút thì máy cũng sẽ tự tắt. Và chúng ta cắm cái bút vào cái nắp để bảo quản điện cực. Và khi đóng nắp thì các bạn chú ý chúng ta phải đóng nắp thật là nhẹ nhàng để tránh gây hư hỏng cái điện cực ở bên trong và dẫn đến sai số của những phép đo sau này. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tin cậy không ngừng đáp ứng.